sư tướng luôn là thông tin anh em thích xem nhất. Nhưng chỉnh sửa xong, kết quả ra sao? Tướng bị giảm sức mạnh có yếu đi không? Tướng được tăng sức mạnh có mạnh lên hay là vẫn ít được sử dụng? Tiên gì biết được rằng anh em viewer của mình đang rất là thắc mắc và tò mò. Vậy nên Trạm Game sẽ review các vị tướng chỉnh sửa sức mạnh dưới góc nhìn tại giải đấu trường đỉnh cao nhất của Liên Quân. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình, tránh họ bị tối cổ nhá. Em muốn thử vận may siêu cấp mà không biết chơi ở đâu? Em nhân phẩm to lắm, Ad giới thiệu đi. Ok, mời anh em lên trên shop chọn mục Liên Quân Random, đảm bảo từ 60 đến 115 tướng. Nhân phẩm to, quà càng to. Yên tâm, muốn nick random chẳng may gặp sự cố, hoàn lại tiền cho anh em muốn nick khác. Thứ nhất, Pain. Ở lần cập nhật bổ sung phiên bản ảo mộng giới ngày 30 tháng 11, Pain bị giảm đi khả năng gây sát thương của mình ở các đòn đánh nội tại. Và câu hỏi được quan tâm là liệu trong giải đấu Pain có được trọng dụng không? Chúng ta đã phải chờ đến vòng tứ kết để biết kết quả. Câu trả lời là có. Bất chấp cho việc Pain đã bị giảm sức mạnh, nhưng vì tính chất là BO5, BO7, lượng tướng đi rừng cần cân đối, nên Pain đã số lần xuất hiện chỉ kém một lần so với toàn bộ vòng bảng thôi, và tỷ thắng là 100%. Còn vào sâu như là bán kết hay là chung kết, đây vẫn là vị tướng quá tuyệt vời. Tùy chiến thuật từng đội sẽ được lựa chọn khác biệt. Sự kết hợp của Pain thì vẫn xoay quanh Cock nè, hoặc là Rui là chủ đạo. Với Cock nha, đó là những pha kết hợp hút và di đường truy để sốc sát thương kẻ địch. Bởi Pain có thể gây sát thương diện rộng khá là tốt. Còn Lui đơn giản là tận dụng chiêu 2 để có thể hồi phục liên tục, đồng thời làm cái phương án giúp Pain để thoát ra an toàn. Và Pain thường được dùng để làm đối trọng với Kera. Về mặt phù hiệu, sau chỉnh sửa Pain ấy, không có sự thay đổi, vẫn là thánh thuấn thôi anh em. Những trang bị lại không còn ưu tiên là băng nhấn, mà chỉ cần một món bảo hiểm là cầu băng xương, còn lại là full món phép sốc là thập tự kiến nè, vương miện hết kết, quyền trượng, trượng hồn mang, đôi khi nhá cả sách thánh. Giờ anh em fan Pain ấy, tự tin sử dụng đi anh em, bởi vì Pain còn quá là mạnh. Thứ hai, Kera bị giảm sức mạnh, Kera lướt khỏi top bảng xếp hạng hay không? Kera nạn nhân của đợt giảm sức mạnh cập nhật bổ sung phiên bản ảo mộng giới ngày 30 tháng 11. Tuy nhiên ở giải đấu, suốt giai đoạn vòng bảng từ 30 tháng 11, chúng ta lại đang chứng kiến sức mạnh ghê gớm của cô nàng khi chưa bị giảm. Phải đến vòng tứ kết AIC, cô nàng mới chính thức bị giảm, vì khi đó tuyển thủ họ mới chơi phiên bản bị giảm sức mạnh. Tuy nhiên, độ hot vẫn cực kỳ cao, 12 lần chọn vào, chỉ là số chiến thắng chỉ có 5. Vẫn là bị tướng dùng để chơi với tụi rừng máu mặt như là Aoi, Zuka, Zan hay là sự trở lại của Kinnak. Về mặt đồ đạc thì băng nhấn Skadi được sử dụng nhiều hơn thay cho vương miện hết kết, vì chiêu 2 bị tăng thời gian hồi chiêu mà. Còn lại trang bị khác vẫn quá quen thuộc như là triệu hồn mang này, thập tự kiếm, cầu băng xương, được các tuyển thủ gần như là dập khuôn, cũng như là thánh thuấn, vẫn là phù hiệu được ưu tiên. Thực tế Kera thua nhiều không hẳn là vì cô nàng yếu đi quá nhiều đâu, mà là do thế trận và thế tướng hai bên. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là Kera của Franguzan kết hợp với Nailil nhá, đã có một pha 2-4 cướp tà thần cực kỳ chiến khi đối đầu với ba con. Nếu pha đó mà Kera chưa bị giảm sức mạnh ở chiêu 2 ấy, có khi là ảo ma hơn cơ. Và vô số trận đấu hay khác của Kera đấy, anh em thấy không? Đừng tưởng giảm sức mạnh là yếu hay là phế nhá, vẫn còn mạnh lắm. Bạn nghĩ sao về Kera sau khi bị giảm sức mạnh? Hãy comment ngay dưới video nhé. Thứ ba, Stuart, quả bom xịt lớn nhất 2023, chắc chắn thuộc về hắn ta. Khi bảng nguyên vòng bảng, tỷ lệ thắng chỉ là 33% sau 3 trận. Đến vòng tứ kết, nơi Stuart được tăng sức mạnh nhờ bản cập nhật bổ sung ngày 30 tháng 11 của phiên bản ảo mộng giới, thì Stuart có pick nhiều hơn với 5 game, tuy nhiên tỷ lệ thắng lại 0%. Phải đến tận vòng bán kết AIC 2023 thì Valencia D-Boom đã đả bại Talon ở game đấu 1, giúp tăng tỷ lệ thắng của Stuart bắt đầu từ đây. Và ngay sau đó, Talon lấy lại phong độ với Eret, đã tiếp tục tăng tỷ lệ thắng cho Stuart khi đấm nát Valencia ở game 4. Nhưng anh em thấy đó, dù là tăng sát thương ở chiêu 1, nhưng áp lực đi đường chưa được cải biến quá nhiều. Dù được tăng sức mạnh, sát thương đầu ra cũng chưa thực sự tối ưu, và luôn phải lên một huấn luyện choi để chống lại sát thương phép của kẻ địch. Nên đa số các tuyển thủ muốn pick Stuart sẽ có một cái đội hình áp đảo để có thể lấy lợi thế, như là Talon có Iggy, Timmy, còn bên Valencia là Iggy, Malok, để có thể bù đắp yếu điểm của Stuart. Phách nhỏ cho anh em là tỷ lệ cao các trận Pain xuất hiện đều có mặt để hỏi thăm Stuart. Về lối chơi thì đã từ cấu rỉa sau hạ thương chuyển sang bắn tay nhiều, với phù hiệu tinh linh, bảng ngọc 16% tỷ trên mạng, kèm các item là thánh kiếm, kiếm phân nia, món anh Fendi nhá, không còn quá được ưa chuộng rồi. Có vẻ là do thánh kiếm là món các item thay thế. Về đồng đội thì cũng là những trợ thủ nhắn mặt rồi, như là Thane à, Malok, Tara, Shauna, pick toàn con hàng khủng cường công thôi, vì không phải bảo kê Stuart quá nhiều. Tuy nhiên, cứ nhìn vào tỷ thắng 0% sau 5 trận tứ kết là thấy hơi bị thiếu uy tín rồi. Nhưng mà tin vui cho anh em nhá, tỷ lệ thắng đã bắt đầu tăng dần trở lại từ vòng bán kết AIC hôm 23 tháng 12. Anh em nghĩ sao về tương lai của Stuart? Hãy comment ngay dưới video nhá. Riêng Trạm Game là hơi bị buồn đấy, vì Joker đang thực sự quá mạnh luôn.
Ai ngờ sửa xong ấy, không hề giống Kane quá mạnh mà lại là Stuart hơi bị nhạt nhòa so với kỳ vọng. Thứ tư, cơ chế bảo vệ rừng. Rank anh em tiếp xúc lâu rồi đúng không? Tùy bậc rank khác nhau nhưng đúng kiểu là hở ra là bay bùa hoặc là quái nhỏ như thường nếu chơi có vị tướng cực mạnh ở đầu game. Còn ở giải đấu, bắt đầu từ vòng tứ kết AIC mới bắt đầu đánh phiên bản cập nhật bổ sung này. Thời điểm cơ chế bảo hộ rừng 4 phút đầu game được áp dụng, dù cho bản cập nhật này đã có từ 30 tháng 11 khi giải đấu khởi tranh, sự khác biệt thể hiện rõ ràng luôn anh em. Khi mà trận đấu chậm đi thấy rõ so với giai đoạn vòng bảng, và Ấn Độ nha không còn cố gắng cướp rừng ở đầu game vì nó đem lại quá nhiều rủi ro hơn trước, dù chỉ là con quái nhỏ. Bởi trước cướp xong mà mid định nhảy hay rồi vào bọc nha, khá là mệt mỏi. Có vẻ như cơ chế bảo vệ rừng này khá hiệu quả ở giải đấu đó chứ. Còn ở rank, đặc biệt là dưới chiến tướng nha, tính năng này có vẻ không khả quan cho lắm. Thứ năm, Vedet. Đã khá lâu rồi Vedet chưa được quẩy, chính xác là ở trong giải đấu. Chứ ở rank, chả game biết nhiều anh em đam mê Vedet lắm. Ngay ông bạn tổng thống Vedet đó, đúng kiểu là thương hiệu luôn. Mạnh yếu chẳng quan tâm, vẫn tự tin cần 40 thằng. Ok, không chém ra nữa. Vào nội dung chính nào, Vedet được tăng sức mạnh ở lần cập nhật bổ sung phiên bản ảo mộng giới và chúng ta hy vọng vào BO5, BO7 sẽ có sự xuất hiện của cô nàng, kiểu là đánh nhiều bo ấy, bể tướng nó sẽ ít hơn, sẽ nhiều bài đánh xuất hiện hơn. Nhưng không, dù đã có lần được nhá vào từ táo X, tuy nhiên kết quả là không được chọn. Mở ngoặc, tính tới hết vòng tứ kết AIC nhá, thế mới thấy từ một vị tướng đa năng, siêu trợ thủ kiêm slow đường, kiêm đi rừng luôn, qua bàn tay cân bằng của đội ngũ chỉnh sửa, Vedet đã đi xuống ra sao. Bất chấp Skirt vẫn hot và gặp khó khi đối đầu Vedet, liệu có phải là do Skirt nên Vedet bị giảm sức mạnh không nhỉ anh em? Theo anh em, chỉnh sửa ra sao để Vedet có mặt tại giải đấu? Comment ngay dưới video nhé. Thứ 6, Natalia. Tính đến thời điểm hiện tại ở AEC nhá, lần duy nhất Natalia được xuất hiện trong tay Marip đó là ở tại vòng bảng. Nhưng đó lại là phiên bản Natalia chưa được tăng sức mạnh, đó là thêm nội tại tăng tốc độ chạy vào. Và trải game đá măng ở vòng trong khi Grak vẫn là con bài bất ngờ và kết hợp tốt với Natalia để có thể tạo thành bộ đôi cực gắt. Nhưng thêm một lần, câu trả lời là không. Dù Grak vẫn là vị tướng được chọn ở tứ kết và bán kết AEC, bề tướng mid nha vẫn xoay quanh là Zue, Lidiana, Grissi, Aiza, Iggy hoặc là Mnga và Ignis, chứ không hề có sự xuất hiện của cô nàng Natalia này. Nói chung, cú tăng sức mạnh vừa rồi ấy không giúp cô nàng Natalia có tiếng nói lớn hơn ở tại giải. Còn ở rank, đương nhiên rồi, tùy bậc rank, tần suất xuất hiện của Natalia sẽ khác biệt. Nhưng riêng rank đơn mình ấy, một khi đã thích thì pick thôi, quan tâm gì mấy tăng hay là giảm sức mạnh đúng không anh em? Bạn nghĩ sao về tương lai của Natalia? Phải làm sao để cô nàng hot ở giải đấu đấy? Thứ 7, Lavi. Cay đắng thay, giữa một vị tướng tỷ thắng thấp như là Stuart và Lavi thì tuyển thủ họ chọn Stuart hơn. Và đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có mình Hoàng TD chọn đúng một lần Lavi để chơi tại giải AIC. Còn các đội khác rất là cá chê, tiếc đó là vòng bảng, chưa được búp gì cả. Bất chấp việc tại vòng tứ kết, Lavi đã được búp nhẹ nhưng cũng chẳng ai ngó lơ. Trạm game nghĩ rằng hành trình của Lavi tại AIC chắc chỉ đến đây thôi. Có chăng phải chờ mùa giải đấu trang vọng khi mà Hoàng TD đánh chính ấy, chúng ta mới thấy bình luận viên hô vang đạn thần quang. Theo anh em, phải chỉnh sửa ra sao để Lavi hot trở lại? Hay chỉ đơn giản cần đó chính là chọn một cái đội hình phù hợp? Thứ 8, Minh. Nhiều anh em chắc thắc mắc, ở giải, tướng mới như Minh liệu có được trọng dụng? Ok, cùng Trạm game lý giải ngay. Vì là vị tướng mới ra mắt vào ngày giải đấu khởi tranh chính thức của vòng bảng nên chúng ta phải chờ để rồi vòng tứ kết diễn ra. Chúng ta rất là mong ngóng anh chàng này sẽ được các đội tuyển vận dụng sao ở tại giải đấu chuyên nghiệp. Và cuối cùng, đến ngày thi đấu tứ kết thứ 3, Talon đã cho chúng ta chứng kiến sức mạnh của Minh đi trợ thủ trong đấu giải nó như thế nào. Về mặt phù hiệu và bổ trợ, Defogend sử dụng du hiệp và hồi máu cho mình, còn trang bị là trợ thủ phép kết hợp thêm những món trang bị semi phép. Anh em thể build đồ theo kiểu là Helen hay dùng, hoặc như Defogend sau khi xong đồ trợ thủ giày thì lên Phượng Hoàng Lệ, băng nhấn, ngọc đại pháp sư, vương miện hết kết, một món thủ huấn luyện choi hoặc là giáp thống khổ. Về bề tướng mà ta lo lựa chọn để đi với mình ấy khá cơ bản thôi, gồm chất tướng xạ thủ Elander Violet để tận dụng công vật lý tốc đánh mà mình đem lại, hoặc cũng có thể quay xe búp phòng thủ cho vị tướng tanh như là Skirt. Talon khá là chắc cốp khi cấm đi con cóc để tránh việc bị bắt vào quá mạnh, vì theo anh em bên Vương Giả Vinh Diệu nha, quỷ cốc tử aka Krizik cóc đó là khắc chế cứng của Minh Thế Ẩn aka Minh, nhưng vẫn là chưa đủ khi bro có cho mình là Krissi bắt cực kỳ gắt ở thời điểm đầu. Ok, về mặt lối chơi và điểm mạnh ấy thì như bị tướng trợ thủ thuần khác ở sau búp trong đội, hạn chế lao lên tuyến trước khi Minh thường xuyên nối dây cho đồng đội, cụ thể là Violet của Eret để tăng sát thương, cũng như là chủ động hồi phục cho đồng đội khi sử dụng chiêu cuối. Vừa tận dụng nội tại hồi máu khi ao tranh, cũng như là chơi thuần búp nên chẳng việc gì phải giữ chiêu cuối để bắn kỳ địch cả. Còn về mặt yếu điểm, có nhá, đó chính là không thể ra map trong thời điểm đầu,
và dễ bị bắt bởi không có kỹ năng để chạy, mỏng máu nè, không có chiêu thức chích bụi, khả năng bảo kê không phải là quá mắc ping, đặc biệt là không có hiệu ứng khống chế cứng. Với tỷ lệ thắng 100% sau một trận qua 4 ngày thi đấu tứ kết, có vẻ chỉ số còn hơi khiêm tốn đúng không? Tuy nhiên, mới gần đây nha, ngày 21 tháng 12, Minh được búp thông số toàn bộ kỹ năng, nghe nói là búp thông số như là Minh thế ẩn bên Vương Giả Vĩnh Diệu, thì chúng ta có thể hoàn toàn chờ đón một cái tương lai tươi sáng của vị tướng trợ thủ này trong thời gian sắp tới. Có thể khi đó các đội ấy sẽ sử dụng nhiều tại giải quốc nội năm 2024 thì sao? Cộng thêm các đội có nhiều thời gian nghiên cứu và làm quen thêm rất là nhiều chiến thuật với vị tướng Minh này. Đặc biệt trải game khá là tò mò, Minh ở trong thế thủ, nếu kỳ địch mà băng càn mạnh ấy thì sẽ chơi ra sao? Cùng chờ đón tương lai của mình tại năm 2024 nhá. Vậy là vừa rồi Trải Game đã review lại sức mạnh của vị tướng sau đợt cập nhật của Ảo Mộng Giới dưới góc nhìn các tuyển thủ. Còn ở rank TNG review rồi, để anh em chúng ta có nhiều cái nhìn hơn về chỉnh sửa tướng. Anh em muốn Trải Game tiếp tục làm series review dạng này không? Nếu có, nhớ like và bình luận để Trải Game biết. Cảm ơn anh em nhá.